Dream. Đây được chứng nhận diệt virus SARS-CoV-2 trong 10 giây, giúp phòng bệnh mùa dịch. Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và sáng nay, ngày 10 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều hoạt động vui chơi trong ngày nghỉ lễ giỗ tổ. Công an Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông. Hoa anh đào nở rộ ở Kanazawa, Nhật Bản. Và 8 giờ sáng nay, cúp truyền hình sẽ bắt đầu chặng đua quanh Hồ Hoàn Kiếm. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương, nhiều hoạt động lễ hội diễn ra trên khắp cả nước. Và nhiều người dân đã đến các đền thờ vua Hùng để chiêm bái, dâng hương tưởng nhớ công ơn dựng nước của các bậc tiền nhân. Tại Cần Thơ, từ ngày 7 tháng 4 cho đến nay thì đền thờ vua Hùng tại đây đón mỗi ngày hàng ngàn lượt khách đến từ các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vào dịp giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, các đoàn khách là học sinh, các trường học, các hội đoàn đến viếng rất đông. Theo đơn vị quản lý đền bảo tàng thành phố Cần Thơ, công trình đền thờ vua Hùng đưa vào hoạt động đúng vào dịp giỗ tổ có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động văn hóa tín ngưỡng của người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giờ đây, người dân có thể tham quan, tìm hiểu lịch sử dựng nước và giữ nước của các đời vua Hùng ngay tại thành phố Cần Thơ mà không cần phải đi xa. Cảm nhận của tôi thấy là phấn khởi, tại vì hồi đó giờ chưa có mà được là đi đến chỗ tổ Hùng Vương, tại vì ở xa đó, thành ở đây gần mà như vậy là quá tốt, mừng lắm. Nói là cái vùng đồng bằng sông Cửu Long mình nó cũng phấn khởi và hào hởi lắm. Dự kiến trong các ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương sắp tới, lượng khách tham quan sẽ tiếp tục về đông hơn nữa. Vì vậy, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại đền vẫn là vấn đề được quan tâm để làm sao để lại ấn tượng đẹp trong lòng khách gần xa. Vào thời điểm này, các điểm du lịch tại Đồng Tháp chuẩn bị sẵn sàng đón khách tham quan nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Tại khu du lịch văn hóa phương Nam huyện Lấp Vò, hơn 50 loại hoa đã được gieo giống, chăm sóc, canh thời gian sinh trưởng để ra hoa vào đúng dịp mùng 10 tháng 3 năm nay. Đầu tư thêm khoảng 12 cái chòi ven sông tạo một cái không gian thoáng mát khi mà khách đến dùng những cái món đặc sản. Năm nay vườn hồng Tư Tôn thành phố Sa Đéc có thêm loại hoa anh đào rừng đang vào mùa nở rực. 10 ngày sắp tới sẽ là lúc hoa đẹp nhất để du khách chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Hoa đầu ấn tại khu du lịch Tràm Chim cũng đang nở. Vườn Chà Là tại xã Tân Quy Đông thành phố Sa Đéc sắp chín. Cũng là những màu sắc góp vào bức tranh du lịch hấp dẫn tại Đồng Tháp thời điểm này. Sau thời gian mở cửa thận trọng, đến nay các điểm đến, hoạt động du lịch của tỉnh đã khôi phục. Sẵn sàng đón khách và phục vụ một cách là tốt nhất có thể với một cái phương châm là du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn. Với những lựa chọn trên, bây giờ du khách chỉ cần xách ba lô lên và đi, tận hưởng những ngày nghỉ quý giá bên gia đình và bạn bè. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, để vừa tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo an toàn về sức khỏe, thì nhiều người dân đã chọn đến những điểm vui chơi giải trí ngay tại địa phương. Từ chiều thứ Bảy, những địa điểm vui chơi ngoài trời tại thành phố đã tấp nập người dân như Bến Bạch Đằng, Bưu điện thành phố, đường sách. Đặc biệt, điểm hẹn Sài Gòn Waterbus thu hút nhiều người dân tham quan và ngắm vẻ đẹp thành phố từ góc nhìn trên sông Sài Gòn. Ở này mình đi chơi thì cũng kiểu dòm ảnh hưởng mọi người á, cái lại nghỉ chỉ có ngày mai thôi nên là cũng không có thời gian được đi chơi nhiều. Dịp lễ năm nay, đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc kẹt xe như mọi năm trước dịch. Theo dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, thời tiết khu vực Nam Bộ hầu hết khá tốt và thuận lợi cho mọi hoạt động ngoài trời. Trong 3 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường thực hiện xử lý các chuyên đề về vi phạm trên lĩnh vực an toàn giao thông, đảm bảo người dân có kỳ nghỉ lễ an toàn vui tươi. Tối qua tại giao lộ Nguyễn Gia Trí, Ung Văn Khiêm, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh lập chốt xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm với mức nồng độ cồn kịch khung. Rồi em uống được bao nhiêu lon? Dạ em uống được 4 lon. 4 lon. Dạ em biết sai rồi nhưng mà tại cũng có nhiều việc nên em nhiều cái em sai là em chịu. Đây là chuyên đề 537 là của đội cảnh sát giao thông trật tự về tăng cường xử lý nồng độ cồn đối với phường 25, 27 và 28. Cái chuyên đề này chúng tôi sẽ làm cho đến qua giỗ tổ Hùng Vương và tiếp tục làm các chuyên đề khác của công an thành phố và công an quận.
Cũng trong tối qua, nhiều tổ tuần tra, chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn cũng được các đội trạm thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố PC08 ra quân thực hiện. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên đề này sẽ được tăng cường thực hiện trong các ngày nghỉ lễ. Người dân cần chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng cho chính bản thân và những người tham gia giao thông xung quanh. Trước tình hình bất động sản ngày càng tăng giá, nhiều người cho rằng cần thiết phải đánh thuế tài sản để hạn chế việc tích trữ đầu cơ đẩy giá lên cao. Nhưng vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn kỹ hơn về tính khả thi của đề xuất, nhất là trong điều kiện đất nước còn phải tập trung phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Các chuyên gia nhìn nhận việc người dân đổ tiền đầu tư vào tích trữ đầu cơ nhà đất được cho là nguyên nhân gây ra lạm phát và tạo ra bong bóng bất động sản bất lợi cho nền kinh tế. Tuy nhiên, đánh thuế có dẹp được nạn đầu cơ hay không, hay lại khiến thị trường biến tướng thêm? Đưa ra một cái sắc thuế mà đất đai trong hạn mức sử dụng, thậm chí miễn thuế, thuế 0%, để cho tất cả mọi người đều có quyền lợi. Nhưng mà trên hạn mức thì đánh thuế cao lên, thì lúc đó nó mới ngăn được đầu cơ. Hiện các loại thuế liên quan đến nhà đất tại Việt Nam còn thấp, chỉ 0,03%. Việc đánh thuế tài sản đối với đất đai có thể góp phần ổn định thị trường bất động sản, tăng thu ngân sách. Mình có thể đặt ra câu chuyện là mình chỉ đánh thuế khi mà cái giá trị ở mức độ nào đó còn vượt khỏi cái phần diện tích đó thì họ phải đóng thuế. Tuy nhiên, cần phải có sự phân hóa rõ ràng về mức áp thuế với từng đối tượng cụ thể. Cũng có ý kiến lo ngại sẽ xảy ra việc thuế chồng thuế. Mặt khác, cũng cần cân nhắc bối cảnh cả nước đang nỗ lực phục hồi kinh tế trong khi đối diện nguy cơ lạm phát và vật giá leo thang. Ở phần an ninh trật tự, an toàn giao thông, đi tiệc về, người đi xe máy tự té tử vong trên cầu. Và 3 ngày đêm truy bắt tên trộm phá 2 két sắt. Tới 19 giờ tối qua, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm xong hiện trường vụ xe máy trượt dài trên cầu Bình Phú làm một người tử vong. Theo đó, chiều cùng ngày, ông Lê Văn Lập, 62 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, chạy xe máy trên đường Tam Bình hướng từ đường Hiệp Bình về đường Tô Ngọc Vân. Khi lên dốc cầu Bình Phú thuộc phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức thì tông xe vào lề cầu. Sau cú va chạm, ông Lập ngã xuống đường, còn chiếc xe máy trượt dài đi hơn 10 mét, xoay ngược 180 độ. Nạn nhân bị thương nặng được đưa vào bệnh viện Thủ Đức cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nhận thông tin, Công an thành phố Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Khoảng 16 giờ chiều qua, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Hậu Giang bắt quả tang hơn 20 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu. Sòng bạc này nằm sâu trong một vườn cây ăn trái ở ấp Phú Lễ A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Khi công an ập vào hiện trường, có 23 đối tượng không kịp chạy thoát, trong đó hơn phân nửa là phụ nữ đến từ tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng. Tang vật tạm giữ gồm có một tấm bạc có ghi các con số, hơn 1,6 triệu đồng, hai chiếc đĩa có nắp đậy, 5 hột xí ngầu, 9 lá bài tây. Kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện tạm giữ 125 triệu đồng, 21 điện thoại di động và 14 xe mô tô. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 9 tháng 4, Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ 6 thanh niên cùng tang vật có liên quan. Những người này bị điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn biệt thự. 4 nam và 2 nữ nói trên đều thường trú tại tỉnh Bình Thuận. Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 7 tháng 4, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Lạt kiểm tra một căn villa trên đường Vạn Hạnh, phường 8. Tại đây, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Trần Anh Tú, 24 tuổi, trú tại huyện Hàm Thuận Bắc, cùng với 5 người bạn đã thuê căn biệt thự này để sử dụng ma túy dạng ketamin và thuốc lắc trên lầu 2. Công an thành phố Đà Lạt cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều đối tượng lợi dụng việc thuê nguyên căn hộ hay biệt thự ở Đà Lạt để sử dụng ma túy và bay lắc. Liên quan đến vụ phá rừng quy mô rất lớn xảy ra tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, ngày 9 tháng 4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết qua quá trình mở rộng kiểm tra hiện trường, các lực lượng chức năng đã xác định được diện tích rừng bị phá là gần 400 hectare. Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ phá rừng từ ngày 1 tháng 4, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kiểm tra khám nghiệm hiện trường. Qua đó xác định được diện tích rừng bị phá là hơn 387 hectare ở các tiểu khu 205-202 thuộc xã Gia Tầm Mốt, huyện Ea Súp quản lý bảo vệ. Thời gian phá rừng xảy ra vào khoảng nửa cuối tháng 3 năm 2022. Tại hiện trường,
nhiều khoảnh rừng bị phá trắng, hàng ngàn cây rừng, chủ yếu cây dầu, đường kính từ 10 đến 20cm bị cưa hạ, vẫn nằm la liệt tại hiện trường. Nhiều cây dấu cưa cắt còn rất mới, thân còn chảy nhựa. Nhận định ban đầu là các đối tượng phá rừng nhằm mục đích lấn chiếm đất để canh tác khi địa phương sắp bước vào mùa mưa. Trước vụ việc nghiêm trọng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, đo đếm diện tích rừng bị tác động, tính toán trữ lượng, khối lượng cây bị cưa hạ, làm căn cứ để xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Sáng ngày 9 tháng 4, Công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thăng, 27 tuổi, trú Nghệ An. Đây là đối tượng đã đột phá hai két sắt lấy trộm tài sản. Theo kết quả điều tra, rạng sáng ngày 1 tháng 4 tại khu nhà làm việc của công ty Phú Tài ở xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh xảy ra một vụ kẻ gian đột nhập, đục phá hai chiếc két sắt, lấy cắp hơn 63 triệu đồng và một chiếc máy ảnh. Vào cuộc điều tra, lực lượng công an xác định Thăng chính là hung thủ gây án. Theo đó, Thăng đi từ tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Khánh Hòa rồi gây án vào ban đêm, sau đó y lại đón xe về Lâm Đồng. Đến sáng cùng ngày, Thăng ra sân bay Liên Khương đi máy bay về lại quê Nghệ An. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng ngày 4 tháng 4, một tổ công tác của Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Nghệ An phối hợp với Công an địa phương bắt giữ thành công Thăng. Tại cơ quan công an, Thăng đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Thăng là đối tượng từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Kính thưa quý vị, vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay, Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2022 sẽ tiếp tục thi đấu trận 6 đua vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ekip An Giang liệu sẽ có chiến thắng trận thứ tư liên tiếp hay một đội đua khác sẽ lên tiếng ở chặng đua diễn ra tại thủ đô vào sáng nay. Với phong độ cao của tay đua chuyên nước rút Roman Makin cùng chiến thuật hợp lý, An Giang là ekip thi đấu thành công nhất đến thời điểm này với 3 chiến thắng chặng, còn Makin đang sở hữu cả áo vàng lẫn áo xanh. Tuy nhiên do khoảng cách với nhóm bám đuổi là không lớn, chắc chắn tay đua người Nga và tập thể An Giang sẽ phải rất nỗ lực để bảo vệ thành quả của mình. Chỉ cần một tay đua trong top 5 giành chiến thắng ở đích đến, bảng xếp hạng áo vàng và áo xanh nhiều khả năng lại thay đổi sau chặng 5. Vòng đua Hồ Hoàn Kiếm có cự ly 42,5 km, cũng là cơ hội để các tay đua mạnh về nước rút. Lê Nguyệt Minh, Thành phố Hồ Chí Minh New Group, Quỳnh Thanh Tùng, Quân khu 7 hay Luis Desreal, Dược Domesco Đồng Tháp chắc chắn sẽ rất cố gắng mang về chiến thắng chặng đầu tiên cho đội đua của mình. Chặng 6 Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ trên kênh HTV7 và HTV Thể thao. Chương trình 60 giây sáng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Và quý vị nhớ đón xem 60 giây chiều nay với nhiều thông tin cập nhật. Chúc quý vị sẽ có ngày nghỉ lễ nhiều niềm vui bên người thân và gia đình. Xin tạm biệt.